Không hiểu từ bao giờ mà anh Hói lại đứng đầu một trong những chuỗi phim hành động thành công nhất trong lịch sử các bạn nhỉ? Không biết kiểu tóc đấy có ảnh hưởng gì tới cục diện ngành giải trí không? Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với phim. Vào buổi tối hôm qua, phần gọi chuyện đầu tiên từ chuỗi phim đua xe đình đám mang tên Fast and Furious Hobbs and Shaw đã chính thức đến với khán giả. Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu xem liệu đây có phải là một phần ngoại truyện đáng để chúng ta bỏ thời gian và cả tiền bạc để thưởng thức không nhé? Mình là Linh và đây là Fast and Furious Hobbs and Shaw Review. Ok, để có thể đánh giá được Hobbs and Shaw một cách công minh nhất, chúng ta cần phải biết bộ phim này được làm ra để đạt mục đích gì. Với những bạn đã xem video sự phát triển của Fast and Furious của phim phim, chắc chắn các bạn sẽ hiểu rõ điều này. Còn đối với những bạn chưa xem video đó, mình xin phép tóm tắt lại ý chính quan trọng nhất. Chuỗi Fast and Furious từ giờ trở đi sẽ không còn tập trung 100% về yếu tố đua xe. Thứ làm nên đặc sắc của Fast and Furious giờ sẽ chỉ còn là một khía cạnh nhỏ để giữ fan ruột trong quá trình chuyển sang chuỗi phim hành động với những ý tưởng vô cùng hoang đường nhưng lại cực kỳ giải trí. Nếu bạn đến với Hobbs and Shaw và mong chờ những phân cảnh đua xe tinh túy, bạn sẽ không nhận được điều này. Không có một cảnh đua nào mà chỉ có cảnh rượt đuổi nguy hiểm. Nếu bạn đến với Hobbs and Shaw mong chờ một kịch bản logic, khoa học, thúc đẩy sự phát triển của nhân vật, đào sâu vào quá khứ cũng như khắc họa rõ nét chuyển biến tâm lý của mỗi người, các bạn cũng sẽ không được đáp ứng. Quan trọng hơn, nếu bạn mua vé Hobbs and Shaw và mong đợi một điều gì đó hợp lý, hợp logic xảy ra, mình nghĩ bạn nên pass lại vé cho người khác, bởi vì Hobbs and Shaw lấy bối cảnh 2 năm sau sự kiện của The Fate of the Furious, nhưng mà điều này thật sự cũng không hề quan trọng, bởi vì các bạn hoàn toàn có thể xem phim mà không cần xem phần 8 hay là bất kỳ một phần nào trước đó. Phim bắt đầu khi Hadi, người em gái với gương mặt không hề giống điệp viên một chút nào của Tucker Shaw, lấy trộm một virus có thể hủy diệt sinh mạng toàn cầu khỏi tay siêu ác nhân da màu Braxton, thủ vai bởi Idris Elba. Rồi Luke Hobbs và Tucker Shaw phải học cách bỏ qua hiềm khích cá nhân giữa hai người để hợp tác cùng với nhau. Nếu được dùng một từ để miêu tả cốt truyện của Hobbs and Shaw, mình sẽ chọn từ quá trớn. Quá trớn trong khâu lên ý tưởng và quá trớn trong khâu xây dựng các siêu nhân vật. Xong, phim hoàn toàn hiểu rõ điều này và thỏa sức chơi đùa với chính sự quá trớn đó. Lấy cảm hứng ý tưởng từ rất nhiều các bộ phim hành động nổi tiếng, nổi bật nhất là virus có thể hủy diệt một nửa dân số thế giới và kẻ xấu bất khả xâm phạm với cơ thể được nâng cấp nhờ máy móc. Toàn bộ cốt truyện phi lý, thiếu chặt chẽ của Hobbs and Shaw như được dùng để chọc ngoáy các tác phẩm đại chúng hiện hành và cả chính bản thân sự lố bịch của bộ phim. Do chịu trách nhiệm giới thiệu không phải 1, không phải 2, cũng không phải 3 mà tới 4 nhân vật nên hồi 1 của Hobbs and Shaw khá là rời rạc và lùng củng. Giống như Godzilla, King of the Monsters, tất cả các lời thoại, mọi sự việc xảy ra trong phim đều thiếu liên kết và tồn tại với duy nhất một mục đích: kéo khán giả từ phân cảnh hành động này sang phân cảnh hành động khác. Mình xin phép gọi những cảnh này là trạm trung chuyển. Để khiến chúng ta đỡ cảm thấy mệt mỏi, phần lớn các trạm trung chuyển xảy ra trong hồi 2 của Hobbs and Shaw chứa những pha võ mồm lúc thì hài hước, lúc gượng gạo giữa hai nhân vật chính, hay thậm chí là cả những phát đá đều Game of Thrones, bởi vì thật sự mà nói, show này thì bây giờ chạy đâu cho tắt mắng. Đặc biệt, có hai trạm trung chuyển trong phim đánh dấu sự xuất hiện của hai cameo tấu hài cực kỳ mạnh, hứa hẹn sẽ làm các bạn ít nhất phải bật cười bởi vì độ bựa của bọn họ. Nhưng đôi khi, việc chèn các pha tấu hài liên tục này sẽ khiến khán giả cảm thấy vô cùng chán chường khi quay về những đoạn đặc tính, exposition hay kể lể như là virus được tạo ra như thế nào, kẻ xấu có hiềm khích ra sao về ai, họ cần phải đi từ đâu, gặp ai, sử dụng cái gì, mây mây và vân vân. Với một tác phẩm tự biết được bản thân nó là gì, Hobbs and Shaw đã có thể xử lý các đoạn chuyển hồi này gọn gàng hơn rất rất nhiều, tránh rườm rà để phần nào giảm thời lượng của bộ phim xuống dưới 2 tiếng 15 phút. Nếu đã có gan đâm lao thì nên có gan chạy theo lao. Hobbs and Shaw tuyệt vời ở khía cạnh giải trí nên đã thất bại trong việc xây dựng mối quan hệ gia đình mà phim cố nhét vào để cho chúng ta cảm thấy rằng đây chỉ là một ngã rẽ của chuỗi Fast and Furious. Thông điệp gia đình không hề được làm tới này đã gây ra một sự lệch tông khá lớn trong bộ phim. Điều này được thể hiện rõ qua mối quan hệ gia đình giữa Hobbs và con gái, giữa ba mẹ con nhà Shaw, hay rõ nhất là ở hồi cuối khi Hobbs trở về nhà của anh ở Samoa. Phút trước, chúng ta vừa mới được chứng kiến màn so găng giữa hai siêu anh hùng đầu hói với siêu nhân da màu ở một nhà kho bí mật công nghệ cao kín cổng cao tường. Phút sau, Hobbs chỉ có biết đứng mỉm cười lắng nghe những câu thoại từ mẹ anh mà mình không biết sử dụng từ gì khác ngoài từ cringe, hay là cười một cách gượng gạo ở những sự việc đáng lẽ ra không nên cười. Dường như với cương vị nhà sản xuất cũng như ngôi sao có vị thế khủng nhất trong đoàn làm phim, The Rock đã sử dụng quyền lực lái phim tới Samoa chỉ để bày tỏ lòng trân trọng của anh về văn hóa nơi này. Kèm theo đó là kéo đô vật Roman Reigns vào tham gia một vai diễn cho vui. Như thường lệ,
Luke Hobbs vẫn mang đến nét đặc trưng của The Rock ở tất cả các vai diễn mà nhân vật này tham gia. Và thú thật là cho đến thời điểm này, Dwayne Johnson không cần phải thay đổi để phù hợp với bất kỳ một kịch bản, mà kịch bản sẽ phải tự động xoay chuyển để khớp với cựu đồ vật. Nhưng tất nhiên, có dương thì phải có âm. Và từ đây, chúng ta có chàng tội phạm hào hoa lịch thiệp Jack Shaw của nam diễn viên Jason Statham. Tương tự như The Rock, dường như nhân vật Jack Shaw cũng được sửa khá khá nhiều kể từ Furious 7 cho hợp hơn với phong cách diễn của Jason Statham, khi vai này không cần thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc cho lắm. Cả hai như là đều đang đóng vai bản thân của bọn họ trong một bộ phim mà chính họ tham gia sản xuất. Phần lớn các màn xỉ vả giữa hai nhân vật diễn ra khá duyên khi chúng không còn là các nhân vật nói chuyện với nhau mà như là bản thân hai diễn viên nói với nhau vậy. Như có nhắc ở trên, các pha võ mồm này thỉnh thoảng có bị kéo hơi quá đà khiến khán giả có phần cảm thấy tụt hứng. Nhưng mà khi những pha hành động diễn ra, cả hai đều đã thực hiện vai trò của họ một cách rất là hoàn hảo với những màn đánh đấm tự diễn gay cấn, đẹp mắt. Đậm chất hành động dành cho phái mạnh nên các bóng hồng trong bộ phim đã có phần nào bị bỏ qua. Mặc dù có mối quan hệ mật thiết với mạch truyện, nhưng mà Hattie Shaw không hề được phát triển đến nơi đến chốn. Cô có suy nghĩ cool ngầu, nói những câu cool ngầu và hành xử cool ngầu, nhưng trong phần lớn thời lượng của bộ phim, Hattie vẫn cần hai người đàn ông lực lưỡng bảo vệ và cứu giúp. Không biết trải nghiệm của các bạn trong rạp như thế nào, nhưng mà mỗi lần Hattie xuất hiện trên màn ảnh lớn, rạp của mình lại rộ lên những lời khen suýt xoa mà phần lớn là từ các bạn nữ nhé. Được đầu tư tệ hơn của Hattie Shaw là nhân vật nữ Madam M của Edza Gonzalez. Thành thực mà nói, cô cùng với băng nhóm không hiểu vì lý do gì mà phải mặc những bộ đồ cắt xén, bó sát người quá trớn khi thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm. Vai trò của Madam M vô cùng mờ nhạt nếu đặt trong tổng thể của mạch truyện và hoàn toàn có thể lược bớt để giảm thời lượng, đầu tư nhiều hơn vào các nhân vật khác. Và nhân vật mình muốn được đầu tư nhiều thời gian hơn ở đây chính là siêu nhân da màu Brixton của Idris Elba. Ngoài 2-3 câu nói qua quýt về quá khứ, một câu nói đi nối lại về lý tưởng. I am human evolutionary change. Cùng với đó là một người sếp giao tiếp thuần qua máy tính. Brixton cùng sếp từ Etion đúng như chỉ được làm ra để phục vụ hai mục đích: trở thành kẻ phản diện đơn giản tới mức quá trớn của bộ phim và set up cho phần ngoài chuyện sau. Với một diễn viên tài năng như Idris Elba, anh đáng lẽ ra đã có thể được tối ưu hóa để mang lại màn trình diễn đáng nhớ cho khán giả, nhưng có vẻ như Chris Morgan cùng đạo diễn David Lynch đã không hề nghĩ như vậy. Nếu các bạn muốn chiêm ngưỡng đỉnh cao diễn xuất của Idris Elba là như thế nào, mình cực kỳ khuyên các bạn nên xem show Luther, phim Beast of No Nation hay thậm chí là Pacific Rim phần 1 thôi nhé. Đây là một bộ phim khoa học hành động viễn tưởng khác mà nam diễn viên đã để lại được dấu ấn sâu đậm hơn rất nhiều. Tất nhiên, nếu đặt Hobbs and Shaw dưới lăng kính đánh giá dành cho một bộ phim thông thường, chúng ta sẽ chỉ tìm thấy lăng lớp các vấn đề khác nhau. Ngay từ trailer đầu tiên, đây rõ ràng không phải là một bộ phim bình thường. Nó là một siêu phẩm hành động với kinh phí lên tới 200 triệu đô với sự góp mặt của hai diễn viên hói đình đám nhất thế giới. Đây là một bộ phim mà tất cả những ý tưởng điên rồ, lố bịch, quá trời nhất từ phía đội ngũ sáng tạo sẽ được chấp thuận rồi thực thi. Tất cả chỉ để mang lại một trải nghiệm thuần giải trí, thoát hoàn toàn khỏi thế giới thực đến cho khán giả, không hơn, không kém. Như đã nhắc nhiều lần ở trên, toàn bộ những tình tiết trong Hobbs and Shaw đều được thực hiện quá trớn tới mức phi logic. Mẹ của Jack Shaw ở trong tù nhưng vẫn có make up đầy đủ. Hobbs nhảy từ tầng vài chục của một tòa nhà chọc trời, ôm kẻ xấu, xuyên qua mui một cái ô tô mà không có bất kỳ một vết xước nào. Brixton có xương sống máy móc y hệt Doc Ock trong Spider-Man phần 2, có chip xử lý thông tin để dự đoán trận đánh như Iron Man trong Civil War, có một chiếc xe máy thiên biến vận hóa không giống bất kỳ thứ gì đã từng xuất hiện trong chuỗi Fast and Furious. Khá thất vọng khi mà mình đã hy vọng nó sẽ hóa thành một con robot rồi chiến đấu cùng với Brixton. Chưa hết đâu, đáng suy ngẫm nhất có lẽ là việc Jack Shaw mặc một chiếc áo khoác để đánh nhau trên một hòn đảo nhiệt đới trong mùa hè vào buổi sáng. Với kỹ xảo tuyệt vời của phần hành động được dàn dựng bởi David Leitch, người đứng sau John Wick, Atomic Blonde hay Deadpool 2, các pha đánh đấm, cháy nổ của Hobbs and Shaw xảy ra cực kỳ mượt cũng như cực kỳ bắt mắt. Đặc biệt, David Leitch còn đã mang tới Hobbs and Shaw nhiều thú vị hơn nữa cơ, nhưng mà mình xin phép không tiết lộ trong video này. Hồi ba của phim chắc chắn sẽ khiến cả những khán giả khó tính nhất phải cảm thấy thỏa mãn. Nó không chỉ có những tình tiết nảy lửa quá trớn xảy ra dồn dập, mà còn sẽ khiến chúng ta phải cười sảng khoái khi lần lượt thấy những chiếc ô tô móc vào nhau như một đoàn tàu để giữ trực thăng của Brixton không thể cất cánh, hay khi thấy Luke Hobbs sử dụng toàn bộ sức bình sinh để một tay bám ô tô, một tay giữ máy bay trực thăng. Tất cả mọi thứ đều không tuân theo bất kỳ một định luật khoa học nào ở vũ trụ này cả. Chính vì vậy nên có lẽ ở một vũ trụ khác, Hobbs and Shaw chắc chắn sẽ được điểm cực phê do toàn bộ những phút giây giải trí sảng khoái mà phim mang lại. Song ở vũ trụ của chúng ta, điều này không thể nào xảy ra được.
Ratatouille có mạch truyện đầy rẫy những tình tiết thừa thãi, những lời thoại thiếu đầu tư sặc mùi kể thông tin, tuyến nhân vật được xây dựng hời hợt, cùng thông điệp gia đình được làm không hề tới. Song, một bộ phim nên được đánh giá dựa trên đúng tiêu chí mà nó được tạo ra. Với Hobbs & Shaw, nó được gửi đến khán giả những giây phút sảng khoái, kèm theo đó là những màn hành động mãn nhãn, cả hai điều mà phim đã phần nào hoàn thành. Chính vì vậy mà Hobbs & Shaw nhận điểm khá phê của phê phim. Ok, nếu đem so sánh với các phần Fast & Furious trước, chắc chắn Hobbs & Shaw sẽ thừa giải trí và thiếu tình cảm hơn khá là nhiều. Nên mình nghĩ tốt nhất, chúng ta nên coi bộ phim này là một nhánh mới hoàn toàn độc lập, một gói sản phẩm riêng, hướng đến đối tượng khán giả mới. À, trong kế hoạch Universal, Fast & Furious còn sẽ cho ra mắt một ngoại truyện nữa theo chân một đả nữ trong tương lai mà mình nghĩ khả năng cao chính là Hattie Shaw. Các bạn nghĩ sao về quyết định này của Universal? Và nếu xem phim rồi, các bạn nghĩ sao về Hobbs & Shaw? Hãy chia sẻ trong phần bình luận và cho chúng mình biết nhé. Ok, vậy là video này đã kết thúc ở đây rồi. Nếu các bạn thích video này, đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với phê phim, hãy nhấn nút subscribe cùng nút chuông nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video của chúng mình ra trong tương lai. Mình là Linh. Cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Đi cẩn thận nhớ mặc áo mưa, không mưa to lắm ấy. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.